Tiếp theo đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với một ván đấu vô cùng hay của hai vị kỳ vương Trung Hoa, đó là Đào Hán Minh và Hứa Ngân Xuyên. Một ván đấu cảm xúc vô cùng thăng hoa khi gió đảo chiều liên tục trên bàn cờ với hành trình đi bật của người đã trúng bẫy mất mã từ ngay khai cuộc. Xin kính mời quý vị cùng đón xem.